Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 3 chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài em làm được những gì. Bài số 1. Đúng thì ghi D, sai thì ghi ấy. 467 gồm là 400, 60 và 7 đơn vị. Ở đây là cái này là hàng đơn vị này, cái này là hàng chục này, cái này là hàng trăm. Như vậy cái này là đúng. 599 là số liền trước của 600. Như vậy thì chúng ta nói về có vấn đề về số liền trước và số liền sau. Thầy lấy ví dụ như con số đơn giản thôi. Số 4, số 5 và số 6. Số liền trước nó đứng bên tay tay trái. Này là liền trước nhưng mà thầy ghi vắn tắt là chữ trước thôi nha. Cái này là liền sau. Liền sau có chữ liền nha, mà thầy ghi vắn tắt thôi. Như vậy thì cái số liền trước nó luôn luôn nó nhỏ hơn con số đã cho là một đơn vị. Còn số liền sau á thì nó luôn luôn lớn hơn con số đã cho là một đơn vị. Thì có nghĩa là nếu như người ta cho số này thì chúng ta sẽ trừ đi cho một thì ra số liền trước. Còn cái này ta cộng cho một thì ra số liền sau. Cứ nói liền trước là chúng ta sẽ cộng thêm một mà liền sau chúng ta liền trước ta trừ một mà liền sau ta cộng một. Rồi chúng ta quay lại câu B này. 599 là số liền trước của số 600. Rồi như vậy là cái này người ta họ nói rằng là liền trước của con số này. Người ta lấy số này ta cộng 1 thì ra số này. Hoặc ta lấy cái này ta trừ 1. Người ta trừ 1 thì ra cái 599. Như vậy cái này là đúng. 835, 583, 358, 385 là các số được sắp xếp theo thứ tự là từ lớn đến bé. Từ lớn đến bé. Như vậy thì trong này là số, tất cả là số đều có 3 chữ số hết. Thì chúng ta sẽ so sánh cái hàng trăm. Đây hàng trăm 8, hàng trăm 5, 3, 3. Như vậy thì 8, 5, 3, 3 là hợp lý. Nhưng mà chỗ này có 2 con 3 thì chúng ta phải so sánh tiếp cái phần cái hàng chục. Hàng chục đây là 5, hàng chục đây là 8. Người ta yêu cầu là từ lớn đến bé mà con số 5 mà lên con 8 thì nên là nó từ bé đến lớn rồi, nó sai ngay chỗ này nè, sai ngay chỗ hai con số này. Như vậy cái này là sai, không phải. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 2, tính nhẩm. 7 cộng 9. 7 cộng 9 là bằng là 16. 12 mà ta trừ cho 5 là bằng 7. 18 mà ta trừ cho 9 là bằng là 9. 20 mà ta cộng cho 38 là bằng là 58. 54 mà ta trừ cho 20 34. 49 mà ta trừ cho 40 là bằng là 9. 900 ta trừ cho 500 là bằng 400. 400 ta cộng cho 200 là bằng là 600. 520 ta cộng với lại là 70 là bằng là 590. 590 mà ta trừ cho 90 là bằng là 500. 280 ta trừ cho 60. Như vậy còn là 220. 220 mà ta trừ cho 220 nữa giờ là bằng là 0. Chúng ta qua bài số 3, đặc tính đầu tính. 185 ta cộng cho 360 12. 12. Rồi như vậy sẵn đây thì chúng ta sẽ kẻ luôn là ba cái luôn cùng lúc luôn, lát nữa khỏi kẻ được không? 5 ta cộng với lại 2 là bằng 7. Chúng ta sẽ cộng cái hàng đơn vị trước rồi tới hàng chục rồi tới hàng trăm. 8 cộng 6 bằng 14, viết 4 là như 1. 1 ta cộng 3 bằng 4, 4 ta 1 nhớ nó là bằng là 5. 917 ta trừ cho 530. 7 ta trừ 0 là bằng 7. 1 ta trừ 3 không được ta lấy 11. 11 ta trừ cho 3 là bằng là 8. 8 ta trả 1. 5 cộng 1 bằng 6, 9 ta trừ 6 là bằng 3. Cái chỗ này, cái này có 2 chữ số chúng ta chú ý nha. Chúng ta sẽ đặt là đĩa trống bên tay tay trái.
9 cộng cho 5 bằng 14, viết 4 thay như 1. 2 cộng 1 bằng 3 là 3. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Các con số gì chỗ này ta trừ cho 51 là bằng là 43. Ở đây là cái dấu trừ, dấu trừ thì đây là số bị trừ. Số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ thì chúng ta sẽ lấy hiệu là 43 ta cộng với là 51 thì chúng ta sẽ được là 94. Cái này là muốn tìm cái số trừ. Muốn tìm số trừ thì chúng ta sẽ lấy số bị trừ, ta trừ đi cho hiệu là ta trừ 84 thì ra là 123. Cái chỗ này là dấu cộng. Dấu cộng thì cái này là cái số hạng đã biết, cậu này là cái số hạng chưa biết, cái này là tổng. Muốn tìm cái số hạng chưa biết thì ta lấy là tổng này, ta trừ đi cái số hạng đã biết là 559 thì chúng ta sẽ được là 201. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Giải các bài toán theo tóm tắt sau. Bài này tóm tắt: gà có 61 con, vịt có 97 con. Người ta họ móc cái ngoặc này lại thì người ta hỏi cái chỗ này là bao nhiêu con. Có nghĩa là tổng cộng hai cái loại gà và vịt này là bao nhiêu con. Và chúng ta sẽ tính là số gà và vịt có là số gà và vịt có là chúng ta lấy là 61 ta cộng với lại là 97, 8, 15, 158 con. Đáp số 158 con. Bài này gà có 61 con, vịt có 97 con. Người ta hỏi là ngay chỗ này là cái số vịt này nè nhiều hơn cái số gà là bao nhiêu con. Số con vịt nhiều hơn là số vịt nhiều hơn là, rồi chúng ta sẽ lấy là 97 ta trừ cho 60, 11, 7 ta trừ cho 1 còn 6, 36 con. Đáp số 36 con. Chúng ta qua trang tiếp theo. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. 6 x 5, 5 x 6. Như vậy cái phép nhân nó có tính chất giao hoán. Tôi hoán đổi vị trí nó thì cái tích nó không thay đổi. Mà 6 x 5 30, 5 x 6 cũng là 30. Bên này có 6, bên này có 6, bên này có 5, bên này có 5. Bằng nhau. Đó. 20 mà ta chia cho 2. Cái này chúng ta có thể là nhận xét này. Được. 20 là số bị chia. 20 cũng số bị chia. Nhưng mà cái số chia này là 2, số chia này là 5. Số chia nào mà càng nhỏ thì cái kết quả nó càng lớn. Được. Còn không thì chúng ta sẽ tính ra 20 ta chia 2 là bằng 10. Cái kết quả của này là bằng 4. Vậy là 10 lớn hơn 4. 5 x 4 20, cái này chúng ta cũng có thể nhận xét này. 5 đây 5, đây 4 đây 4. Như vậy số nào mà cái số càng lớn hơn thì nó sẽ là lớn hơn. Tại vì hai con số 5 là giống nhau. Đây là 4, đây là 5, đây là 7. Như vậy thì cái quả bên này nó sẽ bé hơn bên này. Còn không thì chúng ta sẽ nhân ra. Đó, không nhận xét được thì chúng ta sẽ nhân ra. 5 x 4 20, cái này là 35. 20 bé hơn là 35. Cái này nhận xét cũng được, được không? Còn không thì chúng ta nhân ra 2 x 1 bằng 2, 1 x 5 là bằng 5, 2 bé hơn 5. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. Quan sát hình vẽ, viết một phép nhân và một phép chia. Rồi bây giờ phép nhân thì chúng ta sẽ có là chúng ta xem một cái đại khái lên đây là một cái nhóm, được không? Một cái miếng như thế này là hai cái hình tròn này. Và chúng ta sẽ nhân cho bao nhiêu? Một miếng, hai miếng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là chúng ta sẽ có là 10 miếng. Thì 2 x 10 là bằng là 20. Rồi một phép chia. Thì chúng ta sẽ có là tổng cộng trong này là có là 20 cái hình tròn màu đen.
20 cái hình tròn màu đen. Và chúng ta sẽ chia cho hai cái trong một nhóm, thì chúng ta sẽ được là 10 miếng. Hoặc ta lấy 20 ta chia cho 10 cũng được, là ra được là hai cái hình tròn trong một cái miếng này. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. Ước lượng rồi đếm. Như vậy thì ước lượng có nghĩa là dự đoán. Dự đoán thì thường thường nó sẽ là trúng hoặc là trặc. Thì thường thì nó sẽ là trặc nhiều hơn là trúng. Nhưng mà trặc nó không có đúng thì không đúng thì gần gần chứ đừng có xa quá. Đây người ta cũng đã vẽ sẵn cho mình rồi. Được. Đây chúng ta mường tượng đây là một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, bốn nhóm, năm nhóm. Như vậy năm nhóm thì mỗi nhóm thì mình án chừng khoảng cỡ 10 con, năm nhóm là 50 con. Được. Rồi chúng ta đếm thử xem. 1 2 3, đếm con nào chúng ta gạch cái đó lát nữa để khỏi bị nhầm. Nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47. Như vậy chúng ta sẽ đếm thực tế nó là 47. Như vậy chúng ta dự đoán là lấy hết 3 con nha, không sao. Chúng ta qua bài tiếp theo. Mỗi xe chữa là hai chú vịt. Mỗi xe này nè chữa hai chú vịt. Để chữa hết số vịt đây thì cần là bao nhiêu chiếc xe? Như vậy chúng ta sẽ đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Như vậy trong này là có 13 con vịt. Rồi đếm lại để xem mà nó sao 13 con là lửa dữa vậy. Thì đếm lại thử ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 con à. Đếm lại có 12 con thôi à. Tưởng đâu 13 con nó là lửa giữa, nó bị lẻ. Rồi ta lấy 12 mà ta chia cho 2. Như vậy là bằng là cần 6 chiếc xe. À 6 chiếc xe. Chúng ta qua phần tiếp theo. Có chấm chấm cách để đi từ nhà An đến nhà bà. Em dùng bút màu vẽ các đường đi. Như vậy thì đây ví dụ như đây là cách thứ nhất nè. Cách thứ nhất đây là cách 1 của bên này từ đây nha, từ đây tới đây. Thì chúng ta qua này chúng ta sẽ có là 3 cách đi. Tới đây thì chúng ta sẽ có là cách thứ nhất, cách thứ hai, cách thứ ba. Rồi nếu như chúng ta sẽ chọn con đường bên này, chọn cái đường bên này thì chúng ta qua này chúng ta còn có cách thứ nhất, cách thứ hai và cách thứ ba. Như vậy thì chúng ta sẽ có là tổng cộng là bao nhiêu cách đây? Là cái phần bên này có 3 cách, phần bên này cũng có 3 cách, như vậy là 6 cách. Còn không thì chúng ta sẽ có là đây là hai cách này, đây là hai cách đi, hai cách đi. Còn bên này chúng ta sẽ có là 3 cách đi. Như vậy ta lấy 2 ta nhân cho 3 là bằng là 6 cách đi. Đây, tổng cộng là chúng ta sẽ có là 6 cách để đi. Còn đây còn không thì cách chúng ta sẽ nói cách khác, ví dụ như cách này. Cách 1 đi từ đây tới đây thì chúng ta sẽ có 3 cách đi. Được. Rồi, như vậy được 3 cách đi. Rồi nếu như đi cách 2 thì tới đây thì chúng ta cũng có được 3 cách đi. Như vậy là 3 ta cộng 3 là cũng là bằng là 6. Rồi. Như vậy tóm lại thì nó là 6 cách để đi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.